Nhà đất Hằng đi, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp cho các hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng. Và Hằng đi sâu trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi trưa đẹp trời ngày hôm nay, Hằng đi đang có mặt tại một trục đường kết nối với đường Nguyễn Oanh, ngay sát bên chợ An Nhơn, trung tâm đường Lê Đức Thọ thuộc phường 6 quận Gò Vấp nha cả nhà. Để gửi khách hàng mình một căn nhà xây dựng mới trong khu nhà xây dựng đồng bộ rất là VIP luôn nè. Đó, phía trước nhà mình thì có công viên cây xanh nha. Khu này thì phân lô 50 căn và căn nhà phố hôm nay Hằng đi giới thiệu khách hàng mình mẫu thiết kế hiện đại mới nhất năm 2022 nha cả nhà. Kết cấu chuẩn ở khu này là một trệt 4 lầu, có ban công sân thượng bên trên. Giá bán thì chỉ từ 9 tỷ 900 triệu đồng thôi. Chúng ta đã sở hữu một căn nhà phố trong này rồi đó. Đó. Trong này thì hiện tại chỉ còn 3 căn thôi nha, 2 căn có thang máy và 1 căn không thang máy nè. Em đi dạo quanh khu vực này để chúng ta cùng tham quan nha. Phía trước nhà mình thì có công viên cây xanh, đường trải nhựa rộng từ 5 cho đến 10 mét nha cả nhà. Hai chiếc xe ô tô xe tải chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn. Vị trí phải nói là vô cùng đắc địa rương đời. Trong bán kính 500 mét là mình có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện luôn. Cũng như là nhà thì sát bên ngã năm Gò Vấp, mình di chuyển chỉ khoảng 5 phút thôi. Cũng như là kế bên Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng luôn nha. Và tại đây thì chúng ta di chuyển về trung tâm phường 2 Tân Bình, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 10 phút thôi. Đó, sát bên quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận luôn, di chuyển đi đâu cũng tiện hết. Khu phân lô nè, có công viên cây xanh vô cùng thông thoáng luôn. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta bắt đầu di chuyển lại bên ngôi nhà để tham quan nha. Khu này thì chỉ còn 3 căn đang rao bán thôi cả nhà ơi. Dân cư mình ở hiện hữu quá trời. Có camera khu phố luôn, vô cùng an ninh cho khách hàng khi mà an cư sinh sống luôn á. Và trong đây thì em cũng có 2 miếng đất đang rao bán. Quý khách hàng mình quan tâm thì alo cho em nha. Có hướng Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch đầy đủ luôn cả nhà. Đa dạng cho khách hàng mình lựa chọn luôn. Chúng ta không mua nhà thì Hằng đi cũng có đất để chúng ta mua về mình xây dựng mới luôn nha. Đó, căn nhà phố hôm nay em giới thiệu khách hàng mình nè. Vị trí thì rất là đẹp luôn á. Khu nhà xây dựng đồng bộ, dân cư an ninh, hàng xóm thân thiện. Và căn nhà phố hôm nay em giới thiệu khách hàng mình, căn này nha cả nhà, mẫu thiết kế hiện đại mới nhất năm 2022 nè. Mỗi tầng đều được gia chủ mình có chỗ ban công ra bên ngoài, kết hợp với những cái lam nhựa và gỗ đèn trần chiếu sáng, trồng đầy đủ mảng xanh luôn. Và đặc biệt là nhà mình thuộc kính chính từ hướng đông nam, không có bị nắng vào buổi chiều đâu nha, vô cùng mát luôn á. Đó, kết cấu chuẩn là một trệt 4 lầu nha cả nhà, với công năng sử dụng bên trong gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô, mặt tiền phía trước nè, cũng như bên trên gồm 4 phòng ngủ, trong đó thì mình có phòng thờ, khu vực giặt sấy, phòng xông hơi đầy đủ luôn. Nhà thì đã được gia chủ mình trang bị hệ thống camera bên ngoài rồi, rất là an toàn những khách hàng khi mà an cư sinh sống nè. Nhà hôm nay Hằng đi giới thiệu với diện tích chiều ngang là 4m1, chiều sâu vào là 14m nha cả nhà. Thuộc hướng chính là hướng đông nam, hướng rất là mát luôn á, không có bị nắng chiều, phù hợp cho khách hàng mình thuộc mệnh là Đông Tứ Trạch. Và gia chủ thì đang rao bán căn này với mức giá là 9 tỷ 900 triệu đồng. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng đi sâu trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Đó, nhà mình ngay khu nhà xây dựng đồng bộ nè. Thôi cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan tiếp tục nha. Khu vực này thì chúng ta có thể là đậu xe ô tô bên ngoài hoặc là bên trong đều rất là thoải mái luôn cả nhà. Xe của hàng xóm mình đang đậu nè. À, quá tuyệt vời luôn. Buổi tối hay là buổi chiều gia đình mình quây quần bên nhau, mình xuống đây mình tập thể dục thể thao nè. Hoặc là nhà mà có đám tiệc thì bên trong này mình để bàn tiệc rất là thoải mái luôn nha. Cũng như là mình tổ chức tiệc nướng BBQ cũng được luôn. Phía bên dưới hay bên trên sân thượng đều được đó cả nhà. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan tiếp tục nè. Đó, thiết kế vô cùng lung linh luôn, do kiến trúc sư Mai Đo thiết kế, có bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian khi mà an cư sinh sống luôn nha. Và nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị gồm 2 lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa sắt 4 cánh kèm một lớp cửa nhôm Sinfa, kính cường lực 10 ly. Và Hằng đi đang có mặt tại không gian khu vực phòng khách của gia đình mình. Tại đây đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ hết rồi đó. Bên trên trần của mình nè, có trần chùm giật cấp kết hợp với đèn trần chiếu sáng, đèn led âm trần. Và mình có tủ để giày dép, tủ để nón bảo hiểm âm tường luôn. Nhà thì thiết kế theo tông chủ đạo là màu trắng, nước sơn tường màu trắng. Chúng ta có những cái điểm nhấn nè. Bên trên là đèn chiếu sáng nha, bên dưới là gạch nhám 60-60 á cả nhà. Và em di chuyển bên trong
Cầu thang được gia chủ thiết kế phía bên tay trái của hàng ni. Phía trước là chúng ta có không gian khu vực toilet nè. Đó, tại tầng trệt nha, dành cho khách khi đến chơi nhà. Mình có lavabo, gương soi, bồn vệ sinh, gạch thì ốp phun trần đầy đủ hết rồi. Và đây, chúng ta di chuyển bậc cấp đi lên khoảng không gian khu vực phòng khách là tầng ngược ở phía sau nè. À, gia chủ thì ốp đá nguyên tảng luôn nha. Quá nét luôn á. Và em đang có mặt tại không gian khu vực phòng khách của gia đình mình nằm ở cuối nhà. Đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tivi. Cũng như là bên trên trần của mình nè, là trần chùm giật cách, đèn trần chiếu sáng, đèn chùm bông tuyết. Đó. Và cuối nhà mình thì được gia chủ thiết kế có không gian khu vực kiến trời. Và bên dưới thì mình trồng cây nha cả nhà. Đây. Chỗ thẳng lên khu vực sân thượng phía trên luôn. Nhà không khí đầy đủ, rất là đối lưu luôn á. Và cùng em chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà, không gian khu vực phòng khách của gia đình mình nè. Nhà này chúng ta chỉ cần mua về sách vali vỏ thôi. Nhà thì được gia chủ thiết kế làm hai giếng trời. Một giếng trời nằm ở cuối nhà và một giếng trời nằm ở giữa nhà nha. Đây, giếng trời nằm ở giữa nhà nè. Trồng đầy đủ cây xanh luôn. Giếng trời này thì mình chỗ thẳng lên khu vực sân thượng phía trên luôn cả nhà. Và em xin nhắc lại nha, nhà mình với kết cấu là một trệt 4 lầu có ban công sân thượng bên trên. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là... Sorry cả nhà, diện tích chiều ngang là 4m1, chiều sâu là 14m. Thuộc hướng chính là hướng đông nam. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp. Bên trên gồm 4 phòng ngủ, phòng xông hơi, phòng thờ, khu vực giặt sấy đầy đủ luôn. Và nhà thì có thiết kế radar ô tô bên trong nhà luôn á. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng lửng của gia đình mình. Đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Không gian khu vực phòng bếp nè. Đó, phòng bếp riêng biệt luôn. Chúng ta có bộ bàn ăn 6 ghế. Hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ lạnh lớn 2 cánh nè. Máy hút mùi, bồn rửa. Đầy đủ hết rồi, rèm màn cửa và ban công chỗ ra phía trước nha. Hằng đi di chuyển ra phía trước để chúng ta cùng tham quan nè. Đây, vô cùng thông thoáng luôn. Đó, view đẹp gì đâu luôn cả nhà. Chiếc view tiền tỷ luôn nè, view cái công viên cây xanh. Khu này thì phải nói là không khí rất là trong lành luôn á. Ngay sát bên quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận luôn. Và kế bên phường 2 quận Tân Bình, chúng ta di chuyển đi đâu cũng tiện hết. Và không gian khu vực phòng bếp nè, cùng em chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa nha. Tủ thì được gia chủ mình sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mới mọt, chống ẩm và bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng luôn. Đó, đầy đủ hết rồi. Mình có ốp những cái gỗ nè cả nhà. Gỗ này là gỗ tự nhiên nha, đều qua xử lý hết rồi. Gia chủ mình có bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian khi mà an cư sinh sống luôn. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên tại tầng lửng nè. Mình di chuyển bậc cấp nha cả nhà. Cầu thang được gia chủ mình ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng sắt nè. Ở giữa tầng của mình thì có khoảng giếng trời, đến lúc nãy Hằng đi quay tại tầng trệt rồi đó. Và phòng ngủ đầu tiên. Đó, nhà này thì rất là thích hợp luôn, có phòng ngủ tại lầu 1 luôn á, dành cho ông bà lớn tuổi khi không thể nào leo cầu thang cao được. Và mình có giường ngủ nè, hệ tủ táp đầu giường, tủ quần áo, kệ tủ tivi. Toilet riêng cho mỗi phòng luôn á. Đó, tranh treo tường đầy đủ hết rồi. Toilet bên trong nè. Gia chủ thì sử dụng chất liệu cửa kính nha, cửa kéo, cửa lùa cả nhà. Thì cửa này mình kính đấu hơn, chúng ta mua về mình làm thêm những cái tấm màn che chắn là khu vực cửa kính nha. Đó. Lavabo, gương soi, vòi tắm hoa sen, ô cửa chỗ khu vực giếng trời nằm ở cuối nhà, kèm bồn vệ sinh đầy đủ hết rồi, gạch thì ốp phun trần luôn. Đây, cuối nhà của mình nè, có khu vực lấy sáng nha cả nhà, đó, giếng trời của gia đình đó. Tấm này là những cái tấm nhựa và gỗ nha. À, tranh treo tường đầy đủ hết rồi. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 1. Lầu 2 chứ, nãy giờ em đang ở lầu 1 rồi nè. Lầu 2 để tham quan tiếp tục nha. Nhà mình thì mẫu thiết kế hiện đại, xây dựng là tầng ngược. Đầy đủ công năng cho khách hàng mình khi mà an cư sinh sống luôn. Có tổng là 4 phòng ngủ, phòng xông hơi đầy đủ luôn á. Đây, và em đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ thứ 2 nằm ở phía trước để chúng ta cùng tham quan. Mình có giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, tủ quần áo, kệ tủ tivi, rèm màn cửa hai lớp đầy đủ hết rồi. Ban công chỗ ra phía trước nè cả nhà. Quá tuyệt vời luôn á. À, có trồng đầy đủ cây xanh luôn nha.
Thằng Nghi đang quay vào một buổi trưa cũng 1 giờ mấy rồi, nhưng mà quý khách hàng mình để ý nè, nhà mình không có bị nắng chiếu rọi vào đâu. Đây để em mở đi chúng ta cùng xem. Đây 1:19 nè, thấy không, mà nhà rất là mát luôn đó. Trong phòng ngủ của mình thì có giường ngủ hệ tủ tách đầu giường. Khoảng này là sử dụng giấy dán tường nha cả nhà, còn đây là những cái lam nhựa và gỗ á. Mình có kệ tủ tivi nè, tủ quần áo đầy đủ hết rồi, kèm toilet sử dụng riêng luôn. Bên trong không gian khu vực toilet nè, chúng ta có đầy đủ hết rồi. Để coi gương này mở ra được không. À, mở ra được nè mọi người. Thì chúng ta để dầu gội dầu xả phía bên trong này nha. Đó, rất là thuận tiện để sinh hoạt an cư luôn á. Đó, cùng em chúng ta ngắm nhìn lên một lần nữa. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực phòng ngủ thứ 3 phía trên để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Mình lại di chuyển bậc là tầng nha. Đó, phòng ngủ phía sau cũng giống y chang phòng bên dưới luôn. Mình cũng có đầy đủ hết rồi, giường ngủ nè, kệ tủ tivi, tủ quần áo, toilet riêng cho mỗi phòng, kèm khu vực ô cửa sổ giếng trời. Cho nên Hằng Ni sẽ đi máy nhanh nè. Đó, mình cũng đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh bên trong toilet rồi nha. Có bàn trang điểm, hệ tủ táp đầu giường đầy đủ rồi. Và đây nè cả nhà, khoảng không gian khu vực giếng trời của mình á, gia chủ có thiết kế một cái ghế đôn ở đó đó, có ghế nệm ở đây nè. Ở dưới thì học tủ mình mở ra mở vào, mình để đồ cũng rất là tiện luôn ha. Đây mình ngồi đây đọc sách, ngồi lướt Facebook cũng rất là hay luôn á. Đó, được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành của khách hàng mình trong thời gian sử dụng. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 3 nha cả nhà. Đã giờ em quay lầu 1, lầu 2 rồi. Đó, đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Nhà mình á, mà nếu mà có cúp điện á, thì bên trong nhà là phía trước á, phòng phía trước thì chúng ta có ban công gọi vào nè. Phòng phía sau thì có ô cửa sổ giếng trời, cho nên không có bị tối đâu. Nhà rất là sáng luôn. Không gian khu vực phòng ngủ thứ tư rồi. Nãy giờ em quay là tổng là 3 phòng ngủ bên dưới, phòng ngủ thứ tư nằm ở phía trước nè. Đó, phòng này quá đẹp luôn cả nhà. Buổi sáng mà nhà mình thuộc hướng chính hướng đông nam á nha, thì sáng mình thức dậy là có những cái ô nắng á, mình chiếu rọi vào xen kẽ vào những cái khung cửa gia chủ thiết kế ở phía trước thì phải nói là vô cùng lung linh luôn. Chủ nhà của căn này là do là một anh kiến trúc sư nha, cho nên là cũng nghiên cứu rất là kỹ luôn á. Đó, phòng ngủ phía trước nè, phòng ngủ master quá đẹp luôn nè cả nhà ơi. Có ghế đôn nè, ngồi đây đọc sách, nhâm nhi một ly trà, người lướt Facebook cũng rất là hay luôn ha. Ngồi đọc báo nè, ô cửa sổ chỗ khu vực kiến trời. Đó, thiết kế quá lung linh luôn. Giường ngủ nè, rèm màn cửa hai lớp, tủ quần áo, kệ tủ tivi, phun trần luôn. Tủ quần áo thì mình có đèn led âm luôn á. Và bên trong tủ quần áo nè, à, quá tuyệt vời luôn. Ban công phía trước nè cả nhà, có trồng đầy đủ cây xanh hết rồi. Đây, đó, mẫu thiết kế hiện đại mới nhất năm 2022 nha. Tặng lại toàn bộ nội thất bên trong nhà cho khách hàng mình khi mua luôn. Và gia chủ thì đang rao bán căn này với mức giá là 9.900.000.000 nha cả nhà. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà. Thôi và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển ra không gian khu vực phòng này nè, phòng xông hơi của gia đình mình nha. Đây, nhà có thiết kế phòng xông hơi, bồn tắm nằm đầy đủ luôn, rất là chill luôn á. Đó, có bồn tắm nằm nè, cây xanh. Và khu vực này thì mình có giếng trời bên trên luôn, đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn nè. Đó, gia chủ thì thiết kế những cái lam nhựa và gỗ khu vực này nha. Và phòng xông hơi siêu rộng luôn. Đây, cùng Hằng Ni chúng ta tham quan thử nè cả nhà. Đây, phòng xông hơi nè. Đó, có ô cửa giếng trời chỗ thẳng ra khu vực giếng trời phía ngoài luôn. Và gia chủ phía bên trên này, gia chủ mình thiết kế những cái ô gạch để lấy gió cả nhà. Gió lùa lùa vào rất là mát luôn. Và mình có toilet sử dụng riêng luôn nha. Cũng đầy đủ các trang thiết bị hết rồi. Đây, gương soi và lavabo thì phía trong này nè.
Phía dưới thì mình có tủ để đồ luôn đầy đủ hết rồi nha. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực sân thượng để tham quan tiếp tục nè. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Đó, em đang tại lầu 3 nè, nhìn lên trên mình còn một lầu 4 bên trên nữa. Cô cửa kính trời ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà đó. Đây, không gian khu vực lầu 4 thì được gia chủ thiết kế làm phòng thờ cũng như là khu vực giặt sấy của gia đình mình. Mình có sân thượng phía trước, sân thượng phía sau đầy đủ hết rồi. Hằng Ni di chuyển ra sân thượng phía sau, thôi sân thượng phía trước trước đi. Mình đi lên sân thượng phía trước đây nha. Mình có không gian khu vực phòng thờ của gia đình nè cả nhà. Phong thủy quá tốt luôn á, có ánh nắng chiếu rọi vào rất là trang nghiêm luôn. Mình thờ cúng thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên nè. Đó, trên tầng trên cùng tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình nha. Và chúng ta có ô cửa mở ra di chuyển ra phía trước luôn. Gia chủ có thiết kế một cái bàn nè, kèm ghế ngồi ở đây. Đó, trồng đầy đủ cây xanh luôn. Có khu vực gạch lấy gió nè cả nhà, gạch lấy gió lấy nắng nha. Quá tuyệt vời luôn á. Đó, chúng ta về thì muốn kín đáo hơn thì chúng ta trang bị thêm một lớp rèm màn cửa ở đây nữa. Đây, em di chuyển bậc cấp đi lên khoảng không gian khu vực phía sau nha. À, đặc biệt là khoảng này nè, cả nhà gia chủ có thiết kế một cái ô cửa sinh pha, cho nên nó là mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á bên trên nè. Quý khách hàng mình thích kín đáo hơn thì Hằng Ni sẽ nói chủ nhà mình làm lại phía trên này á, mình làm lau phông trần chìm cho mình nha. Tông chủ đạo là màu trắng, tùy theo nhu cầu của khách hàng mình cần á. Và em di chuyển cái không gian khu vực sân thượng phía sau nè. Đây, sân thượng phía sau view rất là đẹp luôn á cả nhà. Khu vực trồng cây trồng hoa, khu vực giặt sấy, sân phơi của gia đình mình. Gia chủ có trồng những cái cảnh ở đây nha. Và ô cửa giếng trời nè. Khoan đã, đó phía bên trong khu vực cầu thang đó, lúc nãy Hằng Ni có quay giếng trời nằm ở giữa nhà, cái ô lấy gió bên trên nè cả nhà. View quá đẹp luôn. View khu dân cư xây dựng đồng bộ nè, sát bên chợ An Nhơn luôn nha. Và phía bên trên tầng tum bên trên thì gia chủ mình có đặt những cái bồn nước, máy nước nóng năng lượng mặt trời. Nhà mình đã trang bị hệ thống đầy đủ hết rồi. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Với giá bán gia chủ đang rao là 9 tỷ 900 triệu đồng, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. À mà khoan nữa, cả nhà, ngay khu vực này nè nha, gia chủ mình có để sẵn một cái đường dây cấp thoát nước rồi đó. Mình để máy giặt máy sấy tại đây nha. Đó, đó, chúng ta để máy giặt máy sấy khu vực này. Và video của Hằng đến đây cũng kết thúc rồi. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.